đây nha mọi người, đây là bò lá lốt nha. Đó, giờ chấm mắm nêm nha. Đó, nè rồi mời cả nhà nha. Đây là ở bên Canada nha mọi người, Ontario nha. Ontario là cái chỗ cái Niagara Falls đó, thì đây là có một cái tiệm Việt Nam đây nha, làng là tiếng Việt nha, làng Hot Pot BBQ, có tiệm nail nữa kìa. Rồi, ở trong này có gì nha mọi người? Lâm Râu đưa mình đi vô ăn làng nha. Yeah. Và Lâm Râu ăn quá cho nên ăn hết cả làng luôn. This is right here. So, nhà hàng rất là đẹp nha các bạn. Đây là nhà hàng buffet nha. Mình chọn cái món ăn chính và bây giờ đây là những cái món ăn phụ. Muốn ăn cái gì thì lấy cái đó mà. Đây nó có là egg roll. Mấy cái đồ size. Em nha. Tí nữa đi. Nữa đi mấy cái đồ này chút nữa ăn rồi. Rau nè, muốn lấy không? Rau xào. Đây là rau xào nè. Đây cho chép cho mi. Khô, cà rì giá. Giá xào nha. Cơm lục. Cơm chiên nha. Chà mi. Mì xào nha. Spring roll. Yeah. And then cái này là gì? Mango salad. Cái này gọi có sen. Có sen. Rồi dessert là thơm với lại nho. Nho đủ loại nha, chế nấu. And then vitamin chicken cake. Oh, cho phê nè. Đó cá. Bơm. Củ cá nè. Cho nó thơm nè. Đó, cà nè. Ớt nè. Có những cái nha. Rau quả như vậy để cho mình ứng dụng với thịt đó. Ăn thơm với lại chua leo nè. Đó, hành nè. Hành cũng nè. Hành nè. Cùng hành lá nha, nấm nè. Nấm nè. Ở nhà hàng Việt Nam nha các bạn. Ở ngay chỗ Niagara Falls luôn. Ontario. Măng tây nè. Măng tây nè. Đó. Rồi. Ớt nè. Lấy không? Ớt xanh, ớt đỏ, lấy một đôi chút xíu. Lấy mấy miếng ăn cho nó có, gọi là cỏ nha. Đó, đây ớt xanh nè. Muốn rau salad không? Có, bây giờ mình lấy salad nữa, mấy cái lá nhỏ nhỏ. Đây salad, mình lấy để mà rồi. Đây là những cái nước sốt mình tự chọn. Sweet chili, plum sauce, sriracha, red vinegar, sesame seed oil, teriyaki sauce, garlic, barbecue sauce. Cái này mình làm sốt cho mình á, mình lấy dầu mè với lại tiêu với muối thôi. Còn các bạn muốn là nó có nhiều loại lắm. Loại nào cũng được, oyster sauce, rồi fresh chili, hoisin sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, nhiều lắm nha. Sriracha. Bây giờ đây, nó hơi ít, nếu mà khi các bạn order thì các bạn phải order khoảng cỡ 2 hay 3 cái nha. Mình lần đầu tiên cho nên mình cũng không biết, mình cứ order một cái nhưng mà cứ order thoải mái. Từ người ta đem ra. Rồi đây, người ta thịt bò sườn. Còn đây thịt bò lá. Và giá bao nhiêu hồi nãy nói? Giá thì 35 đồng một người nha. Giá này cũng rất là hữu dụng. Bình dân lắm.
rẻ, mình ăn thoải mái. Giờ mà barbecue, các chỗ barbecue buffet là 3-40 triệu đồng. Xa như vậy mà qua đây có đồ ăn của Việt Nam là rất là tốt nha các bạn. Rồi là gọi là nói chung là lại ướp theo kiểu Việt Nam. Việt Nam á, đó chứ không phải là đồ của Việt Nam, nhưng mà nói chung là cái này đó, là ướp theo cái khẩu vị đó. Đó cho nên mình nó ăn nó dễ. Đây, giờ mình gọi thêm này nha, tại vì mỗi cái đĩa như vậy là nó có 3 miếng, cho nên khi mình gọi thì mình gọi khoảng 2-3 đĩa tùy theo gia đình mình ít hay nhiều. Đó. Ăn không hết là bị chạc tiền nha, cho nên là cái gì cũng vậy. Nhà hàng rất là đẹp. Mất làm trước được làm sau phải không em, đúng không? Đó. Lần nữa ăn xong cái surprise là cũng đón liền đúng không? Nè, cái món gì nè, bò lá lốt nè, thường heo nè, phải nói. Có bò lá lốt nha, tôm nha, những cái món này là ướp theo kiểu Việt Nam mình á. Rồi cái gì xả ớt nè. Đó, tôm xả ớt. Này thịt bò ướp tỏi nè. Bò ướp nè, đó, bò sắc lát nè. Cái này thịt heo, heo ướp. Mình ăn chung với bún nè. Dưa cải nha. Gỡ ra chưa đây rồi nha. Bây giờ mình thường mình ăn bò lá lốt là mình mua về mình làm nha mọi người. Đó. Đây nha. Còn bây giờ là mình đi ăn là mình có lần đầu tiên luôn á, là được ăn bò ăn nướng mà bò lá lốt nha. Đó. Ngon chưa? Đó, thấy chưa? Đó, sườn nướng nè. Rib nè, short rib nè. Pork belly là cái bụng mà heo này. Đó. Ba người mà ăn giống như châu bò vậy đó. Thank you. À, có mắm nêm không? Cái gì? Mắm nêm? Ồ vậy hả? Có không cho? Cho chút thêm đi. Đây, thử you. Trước coi. Để ăn quấn bánh tráng kìa. Wow, thôi mời cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu mình xịt phàm nha. Đó, đây là những cái món này. À, đây là súp hoành thánh này. Súp hoành thánh, mình ba người mình kêu ba tô nha. Rồi những cái món đây như cải lạ lắm nha. Đó, khác với Korean barbecue nha. Đúng rồi, tại cái này là của Việt Nam mà sao giống được. Rất là ngon. Thôi mời cả nhà bắt đầu nha. Thử coi để coi thử nó ngon như thế nào nha. Đây. Giờ đây, bỏ đây. Rồi. Rau quả nhô luôn nha. Đó. Nè, có gì á? That's your favorite? Eggplant. Eggplant. Bỏ mình dạ, thank you. Oh, there you go. See nè, this one is bò lá lốt nè. Cho nó cháy chút. Gì đó, nè, cháy rồi đó. Nó bò lá lốt không phải rock meat. Wow. Oh, that like meat thing. Nghe bạn đây. Đã chín rồi đó. Ok. Here you go. Nó chảy. Chảy. Okay. Nhìn ngon lắm, hấp dẫn lắm nha. Đó. Wow, đã chưa? Chảy đốt. Chảy luôn. Không gì khác rồi. Bò lá lốt đủ thân thích, quá trời đồ ăn. Đây nha mọi người, đây là bò lá lốt nha. Đó, giờ chấm mắm nêm nha. Đó, nè. Rồi mời cả nhà nha. Rất là ngon nha mọi người. Đúng là khẩu vị Việt Nam vừa ăn. Ngon quá. Ngon quá. So good. Đấy, cho chút lèo lý tưởng nữa nè. Lý tưởng ăn đi. Không? Ngon mà không? Cái gì chứ mình nó ngon là mình khen nha.
vợ là mình nói vợ nha. Nè đó, mình order quá trời đồ ăn nha. À, khay 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 nè. Bây giờ mình ăn nướng cái thịt heo nướng cái này. À, nè, rồi mời cả nhà nha. Thật là ngon á. Chín rồi nha. Rồi. Bây giờ tôm chín nè. Đồ ăn rất là Việt Nam nha. Nói là barbecue như là gọi là barbecue kiểu Việt Nam nha. Mắm nêm nè, ngon lắm. Ăn bò chấm mắm nêm rồi ăn với bún. Rất là ngon nha. Có thêm một món ăn dặm thêm là chả giò, xào, rau xào, dưa leo, rau giấm cá. Rồi mình bỏ vô nè, bây giờ bắt đầu rồi. Đi nè, như thích cái belly bà, đang nói belly butt. Thích, thích belly phải không? Pork belly. Hả? The same here. Ngon, thơm. That's just pork, I think. Hả? I think that's just the pork, but not pork. Pork? This is the pork. Cái điều quên quên nước với lại... Thấy là xem mà. Cái này mà có thật cái kịp... Chưa biết rồi chưa? Bảo con nếu mà muốn thay một cái view mới nhé. À, để hết cái này đi. Cái này đi, khi ấy tí nữa cho chú gọi nha. Rồi rồi rồi. Đây đây, đây chính rồi. Đây này nha, tôm nướng nè, ngon lắm. Tôm nướng chấm với lại dầu mè, muối, tiêu. Mời cả nhà nha, tôm nướng rồi nha. Chấm tiêu. Dầu mè, không phẩm. Ướp vừa đủ rồi nha các bạn. Ngon. Ướp vừa đủ ăn rồi. Đó. Bò sốt riếp đây. Sườn 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 bò. Đó. Nè, nó vừa ăn luôn nha. Rau ăn ngon quá. Dành ăn hết mẹ ơi. Cho mình ăn. Ngon lắm nha các bạn, kiểu Việt Nam. Đó. Có rau giấm cá. Tưởng tượng không? Đó. Rau giấm cá Việt Nam thơm ngon. Ăn ngày có rất là thơm. Đúng rồi, cùng với rau xà lách. Ớt. Ớt xà lách bị nhột, có ớt cay của mình luôn nha. Cay quá. Cay lắm hả? Đó, nhà hàng rất là khang trang đẹp. Cái trang trí rất là đẹp nha. Nhìn đó, đây là mình khang trang. Có salad nè, rau giáp cá nè, rau húng lủi nè, rau cái gì nữa rồi. Rồi còn lá lốt nè, rồi ăn vô luôn nè. Cái nào lên ai biết đâu, vứt hết nó sợ rồi. Còn lá lốt nha, còn lá lốt cuốn chấm với lại mắm nêm nha các bạn. Lạ lắm, ăn ngon ghê luôn. À, đây mắm nêm nha, ngon chưa? Wow, còn lá lốt chấm mắm nêm, làm rau ăn bún mắm nêm cái gì? Bún mắm nêm thịt nướng là bò lá lốt. Bò lá lốt, dưa leo. Ngon, nhìn nó ngộ lắm nha. À, nó kêu là sausage, của Vietnamese sausage. Ngon. Ừ. Cái món này là mình muốn ăn bao nhiêu mình cứ kêu nha. Đây là buffet mà. Đây là thịt. Mỗi lần đem ra là thịt đó. Nếu mà mình đi nhiều thì mình nên gọi nhiều cái nha. Nhiều đĩa. Tại vì một đĩa thì có chừng này thôi. Đó. Nhưng mà đừng có gọi nhiều quá nha các bạn. Tại vì nhiều lúc mình ăn không hết, mình bỏ uổng lắm.
nhà hàng có thể là chặt mình thêm tiền đó, nếu mà mình ăn không hết mà mình còn dư quá. Ngộ ha. Nè, Vietnamese sausage đó, toàn là những món ăn đặc sản của Việt Nam mình rồi nè. Mình như mâm đềm nè, ngon quá. Đây lưỡi bò này nha. Đó, wow. Còn đây là sausage nè. Ốc heo mà nó ấy ra đó. Rồi, lá lốt, tôm. Ngon quá. Đưa ra liên tục vậy. Ăn thoải mái luôn nha. Ăn khi nào no thì thôi. Đây là buffet mà bao bụng mà. Bên ngoài nha các bạn, mình phải cứ tức tên mình ăn cho khi nào đến nào no thôi. Tại vì thật sự không phải là mình sợ hay mình ngại thì mình không ăn no nha. Mình cứ ăn thoải mái tại vì mình đã trả tiền mà. Người ta đang kiểu bao bụng mà. No như lâm rau. Bắt đầu thân thi. Đây là bánh cheesecake của Việt Nam nha. Vietnamese cheesecake. Dứa hả? Giờ ăn xong cái đó nha. Anh coi như là tráng miệng nha. Đó, một cục kem vanilla nha mọi người. À, đứt gái nha. À, vanilla với lại cái gì? Mango. Đó. What? Green tea. Oh, green tea and mango. Còn, đây, rồi. Còn cả nhà nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Lâm Vân nha. À, một chút chia sẻ về một cái tiệm ăn tên là Làng ở tại thành phố Ontario ở Canada nha, gần cái này Eagle Falls đó, một cái thác nước rất là đẹp. Mình đã chia sẻ những cái video trước nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành và chúc các bạn một những ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Thank you, bye bye. Đồ ăn rất là ngon nha, theo kiểu Việt Nam của mình.